thì hôm nay là tình chủ nhật, các vị về để hoàn thiện kinh cầu nguyện kỳ an cũng như cầu siêu, đồng thời để nghe giảng Phật pháp. Thì các vị tranh thủ cái thời giờ đi chùa tốt để chúng ta lắng lòng thuận tịnh, đồng thời nghe giáo pháp. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể nghe giáo pháp được, có nhiều người cái căn lành không có. Có duyên với Phật pháp là có, nhưng mà người ta chỉ đi tụng kinh thôi, chứ còn nhiều khi người ta không có duyên để nghe giáo pháp. Mà trên bước đường tu á, mà mình không nghe giáo pháp để mình tu á, thì nó giống như là cái người mù mà đi trong đêm vậy. Đi trong đêm mà nó lạng quạng, nó lờ mờ, mà không biết lối đi, rồi mình đi bậy đi bạ, khi đi trúng có khi đi trật. Vì vậy mà tất cả Phật tử chúng ta cũng nên tìm cho mình những cái giờ phút để nghe chánh pháp, học chánh pháp, đó là điều quan trọng. Có nhiều Phật pháp, có nhiều bài giảng nó thuận nghe là nó phù hợp với cái căn tánh của các vị. Tuy nhiên cũng có nhiều cái bài giảng nó hơi khó nghe, là không phải là sai hay là đúng, nhưng mà tại nó không phù hợp với căn tánh. Cái nào mình thuận nghe được thì mình dễ tiếp thu, còn cái nào mình thấy nó cao siêu hoặc mình chưa hiểu thì mình có thể hỏi, mình có thể tham vấn với thầy, với những bạn đồng tu của mình. Một ngày nó luôn qua, một tuần nó luôn qua, một tháng luôn qua, một năm luôn qua, và một đời luôn qua, nó vô ích thì rất là uổng cho một cái kiếp con người của chúng ta. Vì vậy là chúng cố gắng. Thì quý vị thấy bữa nay chúng ta tụng cái kinh mới, mà nói mới đây có nghĩa là cái văn của Việt ngữ chúng tôi soạn lại, soạn thuật lại, dịch giải lại từ năm 2013. Mà tại Việt Nam thì một số chùa có đang thọ trì đọc tụng, nhưng riêng bên đây thì tôi chưa có cái duyên. Ban đầu thì có cái chùa khi tôi ở dưới Thêm Phiêu, nhưng mà rồi sau này rồi không còn cái nhân duyên đó nữa, thì bây giờ về trên này. Thì tôi có thương với thầy viện chủ là để cho các vị đọc lại những cái kinh nghĩa, bởi vì có nhiều Phật tử muốn tụng cái kinh nghĩa mà tụng gọn, thành ra bây giờ một thời kinh chúng ta nó phải làm sao từ 45 tới 1 giờ đồng hồ, đừng dài quá. Tại vì cái quốc độ Hoa Kỳ mà thời giờ nó không có, mà tụng dài quá rồi nghe giảng dài quá nó không nổi. Thì mà làm sao không quá cái buổi hành lễ thọ trì đọc tụng cũng như nghe giảng không quá 2 giờ đồng hồ. Thì như vậy thì các vị có thể ngồi nổi, nghe nổi và có cái sự an lành. Chứ còn dài quá thì quý vị tụng không nổi. Rồi cái người đi chuông đi mõ cũng vậy. Nếu đi chuông đi mõ mà được cái nhịp điệu rõ ràng, trường canh như bữa nay đó, thì thấy quý vị tụng rất rõ. Mà khi chúng ta tụng kinh rõ nghĩa, rõ chữ thì quý vị thấy nó có cái độ cảm ở trong cái tâm của mình. Rồi đồng thời cái người dẫn chúng cũng vậy. Tại sao tôi phải dẫn cái mi nhỏ suốt? Là tại vì nếu mà người dẫn chúng mà cầm mi mà lớn quá, nó lướt hết tiếng đại chúng, thì thôi đại chúng ngồi nghe chứ cần tụng làm chi, phải không? Vì vậy mà làm sao cái tiếng cầm micro á nó nhẹ nhàng, nó hòa với chúng, thì như vậy chúng tụng mới sinh cái tâm quan hỷ, mới sinh phước báo. Còn nếu vì dẫn chúng mà muốn tụng riêng mình để cái giọng mình nó hay á, thì thôi bữa nào đưa ngoài Phật tử lại ngồi im lặng hết cho vị đó một mình đọc cho các vị nghe, hoặc là ghi âm, hoặc là thâu âm vào đem về nhà của vị nghe. Cho nên khi mà cái người nó trải qua một cái giai đoạn nhiếp quá tu hành mà lòng viện cho đạo được, thì nó có những cái bài học kinh nghiệm như vậy. Nếu bài học kinh nghiệm là, cho nên hồi nãy tại sao khi quý vị tụng tôi đi ra một vòng ở phía sau tôi nghe, thì khi nghe cái tiếng lớn thì các cái loa, hai cái loa đã dội vô, thì các vị thấy nó
dầu nghe tiếng là hay nhưng mà vị tụng nó không có thanh tịnh. Cho nên khi tôi dặn cái âm thanh nhỏ xuống thì đại chúng tụng lớn tiếng lên thì thấy cái đạo tràng nó rất là trang nghiêm. Bữa nay là tôi công nhận là cái sự sức tụng ngày hôm nay là các vị tụng rất là trang nghiêm. Như vậy khi tụng trang nghiêm thì quý vị thấy cái tâm mình nó có quan hỷ không? Thấy nó nhẹ nhàng không? Còn mà cái âm thanh nó dội vào cái lỗ tai, nó dội vào não mình mà mình tụng thì sao? Khi thì mệt lên, khi thì mệt xuống, nữa xong rồi cái buổi tụng kinh rồi nó giống như cái tù ngục. Cho nên tụng kinh để tốt ý, để có phước. Mà cái chữ phước là sao quý vị? Là để có cái niềm vui. Cái phước là an vui. Cho nên khi nào chúng ta tụng kinh không có phước thì chúng ta không nên tụng. Đây là tôi nói thẳng thừng như vậy, chứ quý vị đừng nói tụng kinh lúc nào cũng có phước nha. Khi tụng kinh có phước là lúc cái tâm mình đã được an vui thì gọi là tụng kinh có phước. Vậy thì bây giờ đại chúng phật tử nhớ vậy đó. Khi nào tâm mình không an đừng tụng kinh. Đừng đem một cái gì đó mượn thần, mượn thánh, mượn Phật mà mình đè cái đau khổ của mình không được chỗ đó. Cho nên ở nhà cũng vậy. Khi nào tâm quý vị an, quý vị tụng kinh niệm Phật. Tâm không an thì cũng tụng kinh, cũng niệm Phật. Nhưng mà mình đừng có mượn cái hình tướng đó để rồi sầu não. Các vị nhớ chữ đó. Cho nên khi mình nói như vậy có nghĩa là tôi bảo các vị không tụng kinh là không phải. Ý của tôi muốn nói vậy để tôi đánh mạnh lên là khi nào quý vị muốn tụng kinh thì quý vị cố cho các tâm mình an. Cho nên cái bài khi tụng kinh á thì tôi lại soạn cái gì? Quý vị trước khi tụng kinh ngồi tĩnh tâm khoảng 5 phút. Bởi vì khi mình tụng kinh tâm mình nó tĩnh khoảng 5 phút thì lúc đó mình tụng nó mới có độ cảm. Cảm tới chư Phật, cảm tới chư thiên và cảm tới lòng người. Cho nên cái bài trước khi tụng kinh á, là gì? Nguyện tiếng chuông này vang cõi pháp, những nơi tâm tối đều cùng nghe, hỡi ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo mình. Cái người cầm cái chuông gõ, gõ cho thật là thanh thoát. Nguyện tiếng chuông này vang cõi pháp. Bởi vì cái tiếng chuông á, là quý vị thấy cái chuông chùa chúng ta nó khác, nó là gì? Chúng ta đánh ở ngoài, đánh vô, thấy không? Chứ nó ở nhà cũng vậy, mà ở chùa cũng vậy, các vị đánh chuông không có nên dùng cái cây đánh thẳng như vậy. Mà xuyên như này, nhịp nhẹ vô đánh. Thì khi chúng ta đánh bên ngoài, nó sẽ ngân vang vào trong cái lòng thì nó mới thoát qua cái âm thanh nó vi diệu, nó cỏ. Cho nên khi đánh chuông cũng đánh giá được cái người đó có cái quá trình tu tập hay không, có cái kỹ năng hay không, và có cái tín niệm hay không. Có nhiều người đánh chuông có A thông tiền vô cái đánh chuông. Thật sự nghe tiếng chuông nó đau hơn cái búa bổ vô cái đá. Đánh khánh cũng vậy, đánh mỏ cũng vậy. Khi cái tâm mình có tín niệm, tín định rồi mình đánh. Còn mình không có tín niệm, không có tín định, mình không nên đánh. Mình đánh như vậy mình mất phước, mà chúng có phiền não mình tổn thọ. Cho nên cái người thủ chuông, thủ mỏ, thủ khánh, dẫn chúng đòi hỏi cái tâm mình nó có sự lắng yên và thanh tịnh. Vì vậy cho nên tôi mới cho đại chúng thực tập khi tụng kinh ngồi phải yên tĩnh hết rồi, không có tiếng động. Nhớ sau này các vị thực tập hàng tuần, hàng tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu các vị thực tập. Khi chúng ta tới chùa tụng kinh làm sao không có cho cái tiếng động. Lên tới chánh điện trước khi tụng kinh khoảng 5 phút, ngồi đâu ngồi đó. Quý vị có thể ngồi xếp bằng, quý vị có thể ngồi quỳ gối, quý vị ngồi bất cứ hình thức nào. Nhưng mà lúc đó cái lưng chúng ta thẳng, mặt hướng về phía trước, và mắt chúng ta thì không nên nhắm hít về lại, mở ra khoảng 2/3, không nên mở tắt quá, vậy là nó mỏi mắt. Không nên mở hí là nhướng, mở đều đặn từ nửa con mắt cho tới 2/3. Bắt đầu mình cho cái hơi thở của mình nó thở đều đặn, vì khi mình ngồi vậy nè,
thì bắt đầu cái thân mình nó thoải mái rồi thì có sự điều hành, gọi là chánh thân đoan tọa. Cái thân mình đoan nghiêm chân chánh rồi thì mình ngồi xuống đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh, là tất cả chúng sanh trong lòng mình, những cái tư tưởng của mình là chúng sanh đó. Tư tưởng của mình nhiều chúng sanh lắm, phải không? Chúng sanh thương, chúng sanh ghét, chúng sanh hờn, chúng sanh giận, chúng sanh phải, chúng sanh tốt, chúng sanh xấu, chúng sanh vui, chúng sanh buồn, chúng sanh thiện, chúng sanh ác, nó ở trong lòng ta. Có gì thấy có không? Chứ đừng có tưởng đâu cầu chúng sanh bên ngoài, chúng sanh trong tâm ta. Cho nên ngồi im lặng cầu cho chúng sanh là mình phải quán chiếu hóa giải tất cả những tư tưởng của mình. Làm sao cho những tư tưởng của mình nó buông đi hết, nó buông cho nhẹ nhàng. Cho nên hít ra thở vào một cách rất là nhẹ nhàng. Tương nguyện chúng sanh, chánh thân đoan tọa, được tọa bồ đề tọa. Và bây giờ mình buông bỏ xả hết, mình không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, không còn nghĩ phải, không còn nghĩ quấy, không còn thương, không còn ghét nữa, thì sao? Tọa bồ đề tọa. Và bây giờ mình ngồi ở trên cái tọa bồ đề, tòa giác, cái bồ đề là giác. Tòa bồ đề tòa, tâm vô sở trước là tâm mình không có chấp nữa. Thì trước là chấp trước. Như vậy thì khi mình ngồi yên lặng như vậy thì quý vị biết lúc đó tâm quý vị nó nhẹ lắm. Cái tư tưởng nó tự động nó nhẹ, như là quý vị gỡ những cái nặng nề, những cái đau khổ, những cái gánh nặng. Thì bắt đầu quý vị ngồi yên lặng. Cho nên khi nghe tiếng chuông thì phiền não nhẹ vơi đi và cái tâm mình đã được yên tĩnh. Thì bây giờ tọa bồ đề tọa. Thành ra cái từ đó mới dịch ra là hỡi ai lạc bước mau dừng lại. Lạc bước là mình đi sai đường. Không phải trên đời này các vị nhớ đối với đạo Phật dạy cho chúng ta cái tư tưởng. Chứ không phải lạc bước là quý vị đi ra đường, đi lộn đường. Cái điều đó là hình thể, hình tướng. Còn cái thể tánh, cái tánh là lạc bước là cái tư tưởng mình sai lầm. Nếu tư tưởng mình sai lầm nên dừng lại đi, đừng có cho nó phóng tới nữa. Cái tư tưởng của mình xưa nay bị sai lầm là vì cái bản ngã của mình. Bản ngã của mình lớn quá cho nên mình không muốn ai dạy mình, không muốn ai khuyên mình không muốn ai nói nặng mình. Mình không muốn ai chê trách mình hết á. Mình muốn mọi người tâng bốc mình, mọi người khen tặng mình, mọi người tán dương mình. Cứ mình muốn vậy cho nên cái bản ngã đó mà nó lạc bước. Vì cái bản ngã mong muốn như vậy đó, cho nên sao? Cuộc đời này đâu có chuyện gì như ý được đâu, các vị thấy không? Cuộc đời này không có chuyện gì như ý hết. Hả mặt thì chê béo, ốm thì chê gầy. Nó khổ vậy đó. Lùn mà chơi thấp, mà khổng mà chơi cao. Lỗ mũi thì 8 cánh lông, mà chồng thương, chồng bảo, tơ hồng trời cho. Đêm nằm mà ngái o o, mà chồng thương, chồng bảo, ngái cho vui nhà. Cho nên khi mình thương, khi mình ghét như vậy, không có gì thật hết trơn. Cho nên bữa mà tôi giảng, nói vui vui cho các vị cười, nói cái gì đồ cổ nó cũng quý, mà vợ cổ cũng có quý. Thì nó vậy đó. Thật sự ăn ở biết nhau bao nhiêu năm rồi còn gì nữa quý. Ngày xưa không mới quen nhau đấy, không gặp em như trời không có nắng, không gặp anh như vũ trụ không có mùa xuân. Bây giờ già rồi kẹt tình kẹt nghĩa, cái truyền thống Á Đông của mình, vợ chồng thủy chung răng long tóc bạc, chứ bây giờ nó ngán ngẩm rồi. Thấy mặt bà như trời không có nắng, thấy mặt ông như vũ trụ không có mùa xuân. Nhưng mà bây giờ có con có cái phải ráng trên đời này, cái gì nó cũng ngán ngẩm, nó không có gì mà nó trường tồn hết trơn. Còn sở dĩ người ta thích cái thế giới vật chất cho nên ta lấy những cái gì đó đồ cổ xa xưa quý, chứ thật sự cái quý đó là quý, cái quý của người tầm thường. Chứ trên đời này nó có cái gì sự thật ở đâu. Nhưng mà đâu có người đàn ông nào dám nói tôi không quý bà, bị gì bà đồ cổ tôi không quý đâu, phải nói an ủi. Đâu có người đàn bà nào nói thấy ông bây giờ ông già cả lụng khủng mà tôi thấy tụi mình bội đâu giống đó, cũng an ủi. Tất cả đều là an ủi cho nhau. Đó là chúng ta
co quắp lại chúng ta, gói gọn lại cái tư tưởng để rồi cho nó có hạnh phúc của thế gian. Còn của đạo chúng ta thì đã chẳng những gói gọn lại rồi mà cái tâm của mình nó còn phải để cho nó thảnh thơi trong mọi hoàn cảnh mọi chút. Cho nên các vị nên nhớ, các vị là một người có phước, bởi vì các vị từng có những cái sai lầm, từng có những cái phi pháp, cho nên bây giờ cái nhìn của các vị nghe những bài pháp thế này nó thấy thường. Chứ nếu nói với các vị mà lắng lòng lại mà thấu hiểu rồi đó, những cái bài pháp này không phải các vị có tiền có bạc có vàng mà mua được. Còn sở dĩ không phải tôi nói như vậy để tôi ca ngợi, tôi không phải đâu, đây là Phật bổ xứ, cho nên nói lên những cái âm vang của sự giải thoát cho quý vị gỡ đi cái gông, cái sức xiềng trói buộc, mà cũng là bổn phận trách nhiệm của người tu chúng tôi phải nói. Bởi vì người tu là phải đại Phật tuyên dương, có nghĩa là thay Phật mà nói pháp, nhắc nhở là cái chánh pháp của Phật. Chúng ta không biết cho nên tất cả chúng ta cứ đi cho nó rộng ra, nó xa vời ra, nó vẽ vời đủ thứ. Tôi nhớ ngày xưa một vị pháp sư lên pháp tòa giảng đó, thì một cái người MC, một người dẫn chương trình thì khải thỉnh có 4 câu thôi: ngưỡng vi tôn giả, đại Phật tuyên dương, thuyết pháp lợi sanh, báo Phật ân đức. Thì có 4 câu đó là thỉnh một cái vị giảng sư, một vị pháp sư lên pháp tòa. Còn bây giờ thì ta sống cuộc đời giả dối, cho nên ta dùng đủ cái lời lẽ giả dối. Thật sự mình mở cái đạo tràng, cái Phật tử tô, cái mình rước thầy này thầy kia có tiếng có tâm về giảng, cái đồng vị MC đó trời ơi đứng nói thao thao bất tuyệt. Nào là hôm nay chúng con đủ duyên lành phước báo, được cung nhân cung đón gì đó, thượng tọa hay đại đức hay hòa thượng gì đó, chúng con nghĩ rằng đây là phước duyên hy hữu, vì ngàn năm không thể có gì đó đủ thứ hết. Cái thấy cái ân đức của pháp sư, cái quỳnh y của pháp sư nó hiện lên màu giải thoát, nó làm cho chúng con thế này thế kia nọ, nhưng mà tất cả đều là giả dối, đạo đức giả hết. Nó đau là nó đau chỗ đó, đạo đức giả. Cho nên tôi nói cái đám thiền chùa của mình ngày nay á, tôi nói tôi chân thành vậy đó, ngửa xuống là quỷ sứ nó giả cho mấy bàn tay hết trơn, nó giả dối. Cái nào chân thật là cái quả của chân thật, cái nào giả dối là nó tán mấy bàn tay, nó lấy thơm nó lướt, nó quýnh bầm mấy bầm mình thôi, giả dối lừa biển. Mà tôi không nói á thì nó không có chất của đạo, mà nói thì người không biết, mấy thầy tài tốt nghe cứ móc hết chuyện này tới chuyện kia, mà nó là sự thật. Quý vị thấy sự thật không? Trong khi cái sự thật nó chỉ ngắn gọn thôi: ngưỡng vi tôn giả, đại Phật tuyên dương, là ngưỡng mong. Ngưỡng vi là ngưỡng mong thầy bậc tôn giả, là cái người giảng đó đó, thay Phật mà tuyên dương, mà tuyên nói hoàng dương, thuyết pháp lợi sanh, nói pháp để cho lợi cho mọi người, để báo Phật ân đức, cho là đền ơn đức Phật. Như vậy bây giờ các vị biết rằng đối với tôi giảng đây á, là quý vị là cái người giống như là cái người cung kính thọ ơn thầy để nhắc pháp, nhưng mà thầy không bao giờ có cái nhìn là nhờ tôi mà các vị biết pháp, mà tôi làm ở đây là tôi làm để tôi đền ơn đức Phật. Rồi có nhiều vị giảng sư rồi học ba mớ, rồi học có cấp bằng, có học vị, cho nên nó thiên hạ đa văn đa bất tính. Cái bậc mà học ý mình học rộng nghe nhiều, cái thứ đó cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút, thế thì ghê gớm. Để lè được thiên hạ, để lừa đảo quần chúng, cởi áo bẩn mà không biết đường mở nút. Học cho nhiều, học trích cố tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng. Có nhiều người cứ khoe mình học cái này học cái nọ, tiến sĩ, thạc sĩ,
sĩ tầm lâm mất ra nè, trong khi đất Phật mình không hề có tiến sĩ là gì, Phật mình chỉ có tu sĩ rồi vô thượng sĩ thôi, mà không muốn. Cho nên nhiều ông viết sách để thêm hòa thượng tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, như vậy là muốn hơn Phật. Mà trong khi Phật hồi xưa là khắc sĩ, là vô thượng sĩ. Mà bây giờ tôi đi là thầy tu, chứ tụi tôi đi là tỳ kheo, là khắc sĩ, là cái thứ đi ăn xin thôi, chứ có con mẹ gì đâu mà bản ngã với bản cái tôi đâu. Vậy mà không chịu, đòi hơi không đòi tiến sĩ. Thật ra hồi xưa đó, chính thầy viện chủ có nhắc lại mà tôi nghe câu chuyện mà tôi nghe mà tôi không nhớ vị nào. Nhưng mà tình cờ mấy hôm nay thầy viện chủ có nhắc lại tôi nghe là xưa lúc mà sư ông Quyền Vi đó, xung học ở nước ngoài về xung đậu bằng tiến sĩ về tới Sài Gòn. Phật tử Sài Gòn không biết trong này có ai nhớ những năm đó không, lúc đó thì tôi chưa sanh, tôi chưa biết. Đó, hòa thượng về tới Sài Gòn, Phật tử Sài Gòn đứng đón từ ngã bảy Nguyễn Tri Phương á, mà đón tới chùa Ấn Quang á, ở đây có gì có ai ở khu vực đó không? Đứng hai hàng đó. Sau khi mời hòa thượng lên thuyết trình, hòa thượng đạo từ, hòa thượng nói á, thì nói gì? Bây giờ chúng tôi cần mấy thầy ngày nay học cho cao, học cho rộng để có cấp bằng, có học vị để đi ăn nói với quần chúng. Thì bây giờ có một cái ông Phật tử này, ông rất là thuần đạo, ông lên ông thưa. Ông nói dạ con thưa quý thầy, cái đây là một cái tâm thành của con, đó là một tiếng, cái tiếng lòng sự thật. Chúng con cần quý thầy là cần cái pháp, cần cái sự giải thoát, cần cái đạo đức. Chứ nếu mà chúng con mà lại với thầy, cần với thầy cái bằng tiến sĩ, sĩ này sĩ nọ, thì con của con ở nhà ăn đứa thì bác sĩ nó cũng có tiến sĩ, đứa kỹ sư nó có tiến sĩ, nó sĩ nhiều lắm. Thì thôi con ở nhà cũng bắt tụi nó ngồi, con lại tụi nó, chứ con vô chùa con lại với thầy làm cái gì. Một câu nói đó thôi là suốt một cuộc đời hòa thượng không bao giờ quên được. Cho nên người tu đừng có tưởng đâu có gì ngon. Người tu chừng nào thì nó hạ sát đất chừng đó, thì lúc đó tự động người ta đưa mình đi lên. Cho nên quý vị ngày nay cứ chạy theo lè lè. Vì vậy mà học pháp thì nhiều vỗ tay rần rần, cười hô hố. Nhưng mà rồi bài pháp về không có tu được khi khô gì trên trời. Khen. Rồi tôi đi nghe pháp, nó hỏi với chị đi nghe rồi, ôi bữa nay tôi đi nghe ông thầy trong Canada và ông đánh đẹp trai lắm, ông hát hay lắm. Trời mẹ ơi, cái đó còn gì Phật pháp. Mấy bà đi nghe pháp hay đi nhìn ông thầy vậy đó mà ní na ní nần ní nô ní đẩn khùng khùng điên điên. Nghe pháp về khen thầy đẹp trai, trời thầy nó có duyên lắm, thầy nó hát hay lắm. Tưởng đâu nghe cái gì, nghe cái gì là pháp đó sao. Cho nên có nhiều cái tôi không phải là tôi canh tị, phải đừng quý vị đừng nói thằng tài ông xấu rồi đi canh tị với người ta, không có. Tôi không bao giờ canh tị với ai. Đời tôi nói thiệt quý vị là tôi nguyện cái lòng tôi là không bao giờ giết người với người đó, mà theo cái kiểu của người quân tử vậy. Cho nên cái gì đúng là nói, còn sai là phải nói thôi, chứ không có khe cái chuyện gì mà đừng có. Tôi không thề canh tị. Tôi nguyện là cái người nào có khả năng, có cái quá trình tu tập, có cái cách năng thuyết giảng dạy Phật pháp, tôi còn lại, tôi còn xiển dương nữa. Mình đi canh tị làm cái gì? Tu hành là mới canh tị, mới đố kỵ gì trên đố kỵ ghét ghen kiếp kiếp tử tôn hoạn nạn. Mình hiểu đó rồi thì mình đố kỵ, mình ghét ghen là đời đời con cháu mình nó nghèo khổ, nó hoạn nạn, nó bần tục. Thì mình tu hành mình đem cái tâm nó làm cái gì cho nó không canh tị. Nhưng mà phải nói những cái sai. Cho nên Phật tử làm ơn tôi phải đi nghe pháp về, phải nhớ cái gì là pháp ở trong đầu mình, để mình ứng dụng, mình thực tập cho mình có một đời sống tự tại, an lành, thảnh thơi. Chứ đừng có đi nghe pháp về khen ông thầy đẹp trai, khen ông thầy hát hay, khen ông thầy có duyên, chạy rần rần như chuột, như chuột cắn đuôi nhau vậy. Rồi từ ở Sacramento mà nghe ông thầy đẹp trai cũng ráng chạy xuống Santana, ráng chạy ở San Diego nghe tiếng đồng hồ về không nghe bạn thì bạn pháp, mà khi nghe bạn thầy đẹp trai không thiếu gì đẹp trai. Tài tử diễn viên điện ảnh quý vị thấy giờ thiếu gì đẹp trai, mắt kính gì quý vị không mê, mê ông thầy. Tôi nói con gái nào nó bằng cùng, nó tàn mạc rồi nó mới thương thầy chùa. Cái thứ đó là 13 bến nước rồi đó. Trong khi xưa ông bà mình nói bạn gái 12 bến nước à,
mà nó tàn lạc, nó hết phước, hết báo, nó nghèo cùng, nó mất trí tuệ, nó mất đạo đức, nó mới thương thầy chùa. Cái đầu độc lóc có nghĩa gì mà thương? Ngu si thấy mồ mà phải đặt đi thương thầy chùa. Cho nên nó là bằng cùng trí tuệ là hết phước. Thiếu gì ngoài đời? Thiếu gì ngoài đời? Mấy người giỏi, mấy người đẹp, mấy người dễ thương, thiếu gì mà tự nhiên đi thương thầy chùa? Tôi là tôi quýnh thẳng à. Ai ghét ghét tôi quýnh là quýnh thẳng từ ai. Đời nó phải có những cái sự thật. Thì tôi nói trở lại cái gì? Cho nên làm sao một buổi tụng kinh quý vị nhớ tôi nhắc lại nè. Cái người đi chuông, đi mỏ cũng phải nhẹ nhàng, thanh thoát. Người dẫn chúng cũng như vậy. Quý vị thấy tôi chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Bữa nay có buổi tụng kinh cũng hay mà buổi giảng quý vị nghe cũng rõ phải không? Chính cái đài Việt Sài Gòn hồi xưa nó nói xin thông báo gì tới giờ này là giờ nghỉ trưa, xin mọi người chỉnh máy thu thanh vừa đủ nghe để khỏi bứt lòng mọi người hàng số gì đó. Thành ra tụng kinh để đừng có ham. Cái việc dẫn chúng cầm micro xa xa ra tụng, mình tụng xong mà cái tiếng mình nó nhẹ nhàng cho người ta phát tâm, người ta tụng theo chứ không phải mình tụng mình. Mấy chuyện mơ mốt có đi hậu niệm đâu, mình dẫn chúng cũng vậy nữa. Đi mỏ thì trường canh đúng rồi. Ví dụ như Ma Ha Ban Nhã Ba La Ma Ra Tâm Kinh Quang Từ Là Bồ Tát Hành Tâm Ban Nhã Ba La Ma Ra. Khi mà mình dứt hơi thì mình bắt đầu mình đi tiếng mỏ lớn lên, đặng báo rằng là đại chúng phải phát tâm tụng với mình. Còn khi mình tụng tiếng lớn rồi thì mình đi vừa rồi thôi. Vừa dứt hơi. Cái điều hay nhất của Phật tử là làm sao mình ngồi bên cạnh người bạn đồng tu của mình á, mình biết lúc nào người bạn mình sắp tắt hơi, mình dớt cho người ta. Rồi bạn mình biết lúc nào mình sắp tắt hơi, cho nên cái tiếng tụng kinh nó không dứt. Vì vậy mà quý vị để trong chùa cũng vậy nữa, cái vị viện chủ, cái vị trụ trì, cái vị tri khách, cái vị tri sự mà hiểu với nhau rồi thì cái đạo tràng nó thanh tịnh. Chứ là ông viện chủ là ông cầm bên đô sướng cái mới vừa viện điện hương, cầm bên đô sướng cái trong bức hơi mình muốn chơi viện chủ đứng làm thinh luôn vậy đó. Cái điều là chơi xỏ lá đó. Mình phải biết lúc nào cái bản ngã nó phá tan tất cả cái tình thương, nó xóa tan tất cả cái sự làm việc. Có nhiều khi mình thấy ông thầy đó cái giọng ông có hay, nhưng mà ông lớn, ông niệm hương, ông này kia nọ, thì mình cái giọng hay mình phải giết người ta. Chơi mình muốn cho xỏ lá, cho này đứt hơi, cho đại chúng sanh cái tâm không có quan điểm chơi vậy đó. Rồi chờ cho nó im lặng, mình cắt cái giọng du dương của mình lên, mình biểu diễn. Nó là chơi xỏ lá. Quý vị đừng tưởng tất cả những hành động tôi trải qua mấy chục năm ở trong chùa, từ ông tiểu cho tới ông hòa thượng thế nào, tôi kinh nghiệm đầy đàn hết trơn. Cái ánh mắt nhìn, cái tướng đi, cái lời nói, cái hành động, tôi biết cái người đó đối xử với người kia ra làm sao, người đó đối xử với mình ra làm sao. Không có cái gì mà giấu giếm được. Mấy mươi năm tu tập mà tôi đã ở trong chùa, tôi đã từng vậy. Phật tử cũng vậy. Phật tử vô chùa khen tôi là coi chừng nghe. Cái người nào mà vô mà khen là tôi biết xỏ lá tôi đó. Tôi đã khen trước mặt. Hỏi người nào chê tôi có khi tôi cũng không giận liền đâu. Đó là cái sự điềm đạm, sự bình tĩnh của một cái người tu.